các bạn thấy là bánh mà khi mà mới nướng xong bánh mì hoa cúc nó sẽ hơi cứng giòn nhá, nó không mềm hẳn bên vỏ ngoài đâu. Và các bạn xé ra này, đó, các bạn thấy hơi ẩm bốc lên không? Mặc dù bánh này mình đã để gần nguội rồi, và các bạn thấy là cái thớ bên trong nó rất là mềm, không bết nhá. Các bạn nhìn từng sớ bánh nhá, rất là rõ ràng không bết. Đấy, thì đây là bánh đạt nhá, bánh đạt thì toàn bộ bánh nhá. Các bạn thấy là đây, thớ bánh rất là mềm, ẩm, lỗ khí nhỏ nhá, vỏ giòn này. Các bạn thấy là vỏ rất là giòn, sờ một cái là gãy này. Và các bạn lưu ý đặc biệt bánh rất ẩm nhưng không bết nhé.